Đi. Rồi chào cả nhà nha. Thì hôm nay tiếp tục đi săn ong nha cả nhà. Thì mới vô vườn này phát hiện hai ổ nha. Đây Thánh Chủ Đoàn đã trở lại nè. Nha, đây một ổ đóng cây tự đựng đây. Những ổ đóng trên này nha cả nhà, hai ổ nha. Đó. Hai ổ lớn không cả nhà ơi mà đóng cái cây cũng khủng lồ. Giờ ổ nào khó thì mình làm trước nha cả nhà. Từ rửa rửa cái bao tay cái. Mặt đốt giờ đốt trước nha, có ông bằng này nha. Rồi giờ ngồi xuống đây, con đốt rồi con nhảy lên luôn. Lên rồi tắt luôn rồi trời, đốt đứng được không? đốt. Đứng nha, Đốt. ngồi xuống đi. Ngồi xuống đây, cái tay ôm không hết rồi. Từ từ. Không cả đi, không cả đi. Từ cái nhà phải đốt cho nó cháy mới được nha cả nhà. Thì có cái ổ bằng nó nằm ngay cái mắt này nè cả nhà. Rồi lên. Lên, lên mình bước lên. Lên. Trời, cái cây vừa nó bự. Cây bự quá cả nhà ơi. Có mặt cái này tới đây gung giò luôn cái nhà. Bắt nhanh xuống nha cả nhà. Quá trời cây à. Này cũng được nha cả nhà. Mặt cũng vô tới đây luôn. Quá trời cây khổng lồ nha nè. Cây dữ lắm, bự luôn. Con ong vô đâu bọc như vậy. Mệt cái nhà ơi. Ra đi chơi. Cây bự. Cái kẹo này mà ôm muốn không thấy đường nữa nha cái nè. Này biết cái cây nó bự cỡ nào rồi đó. Không thấy đường cắt luôn nha. Cô Lý Hi ơi, cô Lý, cô Lý mặt này im nè. Lý nha, ổ bánh bự gấp đôi cái này nha cái nè.
ổ lận. Chứ dữ vậy. Một cái đi. Ổ bên kia khủng lồ luôn cả nhà ơi. Không biết mặt sao nha. Ổ này mặt ngon nữa cả nhà. Mấy nhánh nhỏ không? Không dám dịnh cả nhà. Nè như mấy nhánh gì nè. Quá trời cục này. Nó lép nha cả nhà, nó không có không được khụy nhiều mà được cái cây kèo nó bự nha cả nhà. Quá khứ rồi. Mệt. Nè. Từ. Nhà đợi tí nha, trẻ mới vừa ra chơi nha. Ok luôn nha cả nhà. Trời, đừng có cháy nữa. Cháy hồi chẳng hết đó nghe nè. Mông bù quá bù rồi. Tí dầu vô nữa nha cả nhà. Là làm ok luôn cả nhà. Chinh phục hai ổ lượt nha cả nhà. Cây này cũng bự đâu kém cả nhà. Máy còn quay cả nhà. Rồi giờ lên tiếp nha cả nhà. Nhưng mà xíu cái này. Để chọn ông băng.
không lớn cả nhà. Con này bự biết như là ngỗng ánh. Con này đóng lâu nghe nha, đóng lâu ngỗng ánh. Bỏ ra cả nhà. Nha, lâu không nè. Thấy không chưa? Tăng trọng này. Quá lớn rồi. Khô eo đi ơi. Khô eo à. Khô. Quá dài. Sửa lại cho mốt lần sau vô mặt nha. Ổ này để lâu quá mà. Trời ơi, cái này mà khô được cả nha. Quá trời uống cái nhà hai ổ mà ổ kia nó khô tiêu rồi. Bây giờ chúng mấy nha. Con bần đâu đây nè. Ở dưới ta. Con bần ở dưới cái này. Ổ kia nó già quá trời rồi. Bự cho bá luôn kìa. Chay. Cái dây. Cầm vô đi kia bán đi. Rồi giờ vớ lấy cái cây vớ cũng mới được không? Không. Sao mà. Ừ. Vớ làm chi? Vớt nước rồi bán gì? Để lâu quá trời lấy sớm ngon rồi. Rồi tạm dừng bếp nghe nha. Kết thúc video này cả nhà, thì hai ổ rồi được có nhiều đó cả nhà. Mệt mà không có nhiêu mặt nghe nha, tại ổ này để lâu quá nó già. Tháng này già quá là không có mặt nha. Rồi kết thúc clip ở đây nghe cả nhà, hẹn cả nhà những video tiếp theo nha. Chúc cả nhà ở một buổi xem video vui vẻ nha.